Chào mừng quý cô bác anh chị đến với kênh của hiếuhiền.vn. Video này Hiếu Hiền sẽ giới thiệu đến quý cô bác anh chị mẫu loa Kimiso KMS128. Đây là mẫu loa với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, cho ra âm thanh loa to cũng như là nhiều tính năng độc đáo. Tính năng đầu tiên là kết nối và phát nhạc qua Bluetooth. Ở đây mình sẽ kết nối Bluetooth với nó với tên là KMS128. Phía sau này chúng ta có hai chiếc loa, công suất tổng là 5W. Chúng ta sẽ tăng giảm âm lượng bằng hai phím mũi tên hai bên. Rồi, tính năng thứ hai mà Hiếu Hiền muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị đó là tính năng FM. Ở đây mình sẽ sử dụng nút M để chuyển đổi qua lại giữa chế độ FM và Bluetooth. Mình sẽ nhấn giữ. FM mode. Đây, cái FM này á, quý cô bác anh chị nào ở những cái vùng mà có sóng FM tốt á, có thể dùng để nghe FM ha. Bluetooth mode. Rồi. Tính năng thứ ba mà Hiếu Hiền muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị đó là tính năng chụp ảnh bằng cái loa này ha. Ở đây thì mình sẽ vào camera của máy. Đây, thay vì mình nhấn nút chụp trên điện thoại hoặc là máy ảnh, mình có thể dùng nút này trên loa để chụp. Rồi, nó sẽ lưu vào thư viện ảnh nè. Đấy. Cái tính năng này nó phù hợp để quý cô bác anh chị nào thích chụp ảnh tự sướng á, hoặc là có thể chụp ảnh với gia đình mà muốn xuất hiện trong bức ảnh cùng người thân thì sử dụng tính năng này chụp từ xa rất là hay. Thiết kế nhỏ gọn, cách sử dụng đơn giản, chiếc loa Kimiso này sẽ phù hợp với rất là nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Và đặc biệt, những quý cô bác anh chị nào thích nghe kinh, nghe thuyết pháp có thể tải về thẻ nhớ và cắm vào đây. Sau đó chuyển sang chế độ đọc thẻ nhớ. Và khi cô bác anh chị mua hàng tại hệ thống của hiếuhiền.vn sẽ được tặng một thẻ nhớ có cài sẵn những bài kinh và những bài thuyết pháp hay. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video lần sau của Hiếu Hiền.